Đây Black, xe nào cũng đẹp hết. Nói chung là xe mình bán là chính chủ hết nha. Anh em muốn sang tên gút bộ gì là ok hết. Đây khu chợ 2. Đây hai chiếc xe đi làm. Hai xe này bảo hiểm mình cũng có đăng rồi, mình đăng 4 chiếc nhưng mình bán được 2 chiếc rồi nha. Còn mấy chiếc 50 đợt trước mình đăng thì mình đã bán rồi hết rồi. Xin chào cả nhà đến với kênh YouTube của em nha. Hôm nay em sẽ quay bán cho cả nhà chiếc xe khu chợ 2 125 nha cả nhà. Để mình quay tổng quan cho anh em xem tiếng hay rồi mình nổ máy rồi cho anh em xem nha. Chung xe này là còn rất đẹp nha anh em. Đời 2017. Bánh mâm, con đĩa luôn. Chung xe bên mình bán là mình giấy tờ đầy đủ nha anh em, chính chủ hết, toàn bộ bên mình bán xe là toàn bộ chính chủ hết, giấy tờ đầy đủ. Anh em nào ở xa mua thì mình rút hồ sơ rồi cho anh em luôn. Anh em nào muốn mua thì cứ điện thoại trực tiếp cho mình nha, rồi mình sẽ quay số điện thoại dưới địa chỉ của mình cho anh em xem. Rồi để mình nói về phần máy móc nha. Đây xe này máy móc là zin hết nha anh em, lóc bọng rồi là còn đẹp hết, chưa giảm tốt gì lại, phục sao chưa phục hồi luôn nha. Đây sao chưa phục hồi, bô rồi thì đẹp hết, mâm zin luôn nha, nhằm trường hợp mâm ta lên á, lên báo mâm lô á đó, mâm này mâm zin luôn đó. Màu sơn thì đẹp, chưa chạy chỗ gì hết. Màu này là màu người ta thường trong giấy là để màu xanh rêu nha anh em, như là màu khu chờ đời 2017. Đây đời 2017 đây. Nói chung ốc tán rồi xe này cũng còn khá lắm nha anh em, còn đẹp lắm. Đây xe ốc tán còn đẹp, chỗ trước chỗ sau có thay rồi, nhưng mà máy móc là bao zin, còn bộ còn đồ zin hết, không lai tạp gì hết. Mình bán cho anh em với giá là xe này mình bán cho anh em là 21 triệu đó, bán rẻ trong mùa dịch, chứ nếu mà xe này mà không có dịch bệnh là mình bán tầm khoảng 23 triệu, nhưng mà tại dịch bệnh quá rồi bán buông không được, mình bán cho anh em 21 triệu. Anh em nào muốn mua thì cứ alo trực tiếp mình, rồi mình quay địa chỉ cho mình cho anh em xem. Máy im luôn. Chung xe mình bán á, thì bình đề á, thì bảo hành cho anh em 3 tháng, còn bên phần máy á, bảo hành cho anh em 1 năm nha. Xe rất đẹp. Anh em nghe tiếng máy nè, tiếng ru luôn. Bên này là còn chưa có bị nổ nha anh em, quá đẹp, xe anh đời vẫn còn đẹp, bộ cười luôn, quá đẹp, chân mà còn sáng bóng luôn.
không có kêu gì cho quá im. Đây địa chỉ của mình đây, địa chỉ số điện thoại mình đây. Đây hướng này là từ thị xã đi vô nha, hướng này hướng thị xã ngã bảy đi vô. Còn đây là bên đối diện công an huyện nha anh em, đây là đối diện công an huyện Phụng Hiệp. Rồi xe này máy im quá, giờ mình tắt máy nha. Anh em nào muốn mua thì cứ điện thoại trực tiếp cho mình. Rồi đây, cửa hàng mình cũng còn nhiều xe lắm nha anh em. Đây mình còn từ trước mình có đang lên tiếng khách kho này, mình chưa bán được. Đây còn trước khách kho. Đây Black. Xe nào cũng đẹp hết. Nói chung là xe mình bán là chính chủ hết nha. Anh em muốn xem tên gút bộ gì là ok hết. Đây khu chợ 2, đây hai chiếc xe đi làm. Hai xe này bữa hổm mình cũng có đăng rồi, mình đăng 4 chiếc nhưng mình bán được 2 chiếc rồi nha. Còn mấy chiếc 50 đợt trước mình đăng thì mình đã bán rồi hết rồi. Bây giờ mình còn mấy chiếc đây. Trong cửa hàng mình cũng còn nhiều xe lắm nha anh em. Em muốn xe mua thì cứ alo trực tiếp cho mình. Đây. Mình quay nó hơi bị tối nha anh em. Cái dàn xe của mình đây. Đây là xe chính chủ hết, bao sang tên rút hồ sơ hết, xe nào mua mình cũng có bảo hành hết á. Xe quá đẹp luôn nha cả nhà, xe này mua giờ là ok luôn, rẻ hơn xe mới cả khoảng 12-13 triệu lên đó nha cả nhà, xe mới giờ cũng 34-35 triệu rồi, quá đẹp. Rồi bye bye cả nhà nha, video của em đến đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà thấy thích video của em thì cho em một đăng ký, một like, một share. Và nhớ nhấn chuông để em ra những video sau cả nhà theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.